Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26 của Quốc hội. Ủy ban pháp luật của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Bình về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Các địa phương tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Quảng Bình điểm đến đầu tư hấp dẫn với phóng sự Quảng Bình môi trường đầu tư thông thoáng. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng nước ta, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước thuộc địa. Cách mạng tháng 8 đã nâng cao vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở cả nước thuộc địa. Năm tháng có thể lùi xa vào chiều sâu lịch sử, nhưng những bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng 8 đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 8, thông qua cầu truyền hình trực tuyến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 26 với phần chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Dự phiên chất vấn có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại điểm cầu Quảng Bình có ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc, nhiều đại biểu đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự hiệu quả hay chưa khi mức thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ từ 7 đến 8 triệu đồng một người một năm. Những chuyển biến về hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi. Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã đặt câu hỏi cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến về hệ thống văn bản về chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hiện nay đã đầy đủ và hoàn thiện chưa? Mức độ và hiệu quả như thế nào? Giải pháp gì để khắc phục và nâng cao hiệu quả trong thời gian tới? Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn cả câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Các bộ ngành cũng tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. Buổi chiều cùng ngày, phiên họp thứ 26 của Quốc hội tiếp tục với phiên chất vấn trả lời chất vấn và tranh luận đối với nhóm vấn đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhiều đại biểu bày tỏ sự lo ngại với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm giết người ngày càng gia tăng như hiện nay. Một số đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an làm rõ và giải trình những vấn đề liên quan đến sai phạm trong cấp biển số xe, về hoạt động công khai, manh động của hình thức cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm màu xanh cá nhân, tổ chức để lừa đảo, quan điểm của Bộ Công an về mô hình hiệp sĩ đường phố có nên được nhân rộng hay không, biện pháp để khắc phục tình trạng gian lận trong thi cử. Những vấn đề liên quan đến các sai phạm của các tướng lĩnh trong lực lượng công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các bộ ngành liên quan đã trực tiếp giải trình những câu hỏi mà các đại biểu quan tâm. Phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm thẳng thắn của các đại biểu. Đây là lần thứ hai phiên chất vấn và trả lời chất vấn được triển khai theo hình thức mới, đó là hỏi nhanh, đáp gọn. Cả câu hỏi đặt ra là những nội dung nhận được sự quan tâm của xã hội liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Được hai bộ trưởng nắm rõ và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại nhằm đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chiều nay, ngày 13 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội do bà Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm trưởng đoàn,
đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp làm việc với đoàn công tác có ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời quản trị và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, thanh tra Chính phủ, chủ động nắm tình hình khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân tại cơ sở, phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng kéo dài. Từ ngày 16 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.198 lượt công dân, tăng 501 lượt so với cùng kỳ. Các ngành các cấp đã nhận 1.748 đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân, so với cùng kỳ năm trước tăng 297 đơn. Tỷ lệ đơn khiếu nại tố cáo đã được giải quyết chiếm gần 77%. Qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 512 triệu đồng. Bên cạnh việc tập trung giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, tỉnh Quảng Bình cũng đã tập trung thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và kết luận nội dung tố cáo. Về cơ bản, các kết luận kiến nghị đều được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, tăng cường kỷ cương pháp luật, tạo được lòng tin của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật Quốc hội và đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh Quảng Bình cũng đã thảo luận đánh giá nguyên nhân phát sinh khiếu nại tố cáo, hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu các ngành các cấp trong việc tổ chức tiếp công dân, việc tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại tố cáo, việc gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại tố cáo, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, thời gian tới Quảng Bình sẽ tập trung rà soát lại bộ máy tiếp công dân để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, đưa ra giải quyết các vụ việc phức tạp theo định kỳ. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở những địa bàn trọng điểm, tăng cường công tác thanh tra giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các sở ngành địa phương. Thị xã Ba Đồn vừa tổ chức thành công hội thi dân vận khéo trong cả cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2018. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, sáng tạo, 22 đội thi đến từ các phòng, ban, đơn vị địa phương trên địa bàn đã mang tới hội thi không khí vui tươi, dị dòm, khai thác nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm về nội dung hình thức tuyên truyền của công tác dân vận. Thông qua 3 vòng thi gồm màn chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và xử lý tình huống, các đội đã thể hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đặc biệt bằng hình thức sân khấu hóa, phần thi xử lý tình huống đã làm nổi bật các điển hình dân vận khéo. Hội thi cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Sáng nay, ngày 13 tháng 8, Trường Chính trị Quảng Bình phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 14 năm 2018. Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 học viên là cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được lĩnh hội 19 chuyên đề liên quan đến những kiến thức quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, phát triển kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp, kỹ năng phân tích công việc, kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, kỹ năng thuyết trình, đánh giá thực thi công vụ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, các học viên còn được đi thực tế và tham gia kiểm tra và làm tiểu luận tổng kết cuối khóa học. Lớp bồi dưỡng sẽ góp phần phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ công chức viên chức ngành chuyên viên chính, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Đây cũng là cơ sở để chuẩn hóa ngành chuyên viên chính cho cán bộ công chức viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2018 cho 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch mặt trận các xã thị trấn, ban thanh tra nhân dân, ban công tác mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên của mặt trận huyện. Trong 3 ngày, các cán bộ mặt trận được nghiên cứu quán triệt quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay,
một số nội dung về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội theo quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị. Một số quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và quán triệt những văn bản chỉ đạo mới trong đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, các học viên còn được truyền đạt một số nội dung cơ bản về luật khoáng sản, luật biển và hải đảo, luật bảo hiểm xã hội, chuyên đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật dân sự và các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015. Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch phối hợp với đồn biên phòng Lý Hòa, hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình vừa tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Qua 10 năm tổ chức thực hiện ngày biên phòng toàn dân, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Trạch đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Lý Hòa, hải đội 2 để xây dựng phòng tuyến nhân dân ngày càng vững chắc, phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, góp phần tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng và bảo vệ biên giới trong giai đoạn tiếp theo, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng lực lượng vũ trang xã, thực hiện tốt ngày biên phòng toàn dân. Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018. Sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính cùng những thông điệp cải cách hành chính ý nghĩa và đầy sáng tạo. Vượt qua trên 130 đội thi tại vòng loại ở cấp huyện, cấp cụm, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn và xã Quảng Tung, huyện Quảng Trạch là những đội thi xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi. Đội thi nào sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết của Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018? Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2018. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Các địa phương tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Quảng Bình điểm đến đầu tư hấp dẫn với phóng sự Quảng Bình môi trường đầu tư thông thoáng. Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Hội từ thiện Vinaconex tổ chức lễ bàn giao 3 phòng học tránh lũ cho điểm trường thôn Ba Tâm, trường mầm non xã Thuần Hóa, huyện Tuyên Hóa. Công trình do Hội từ thiện Vinaconex thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam hỗ trợ với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng, bao gồm 3 phòng học khép kín cùng bàn ghế cho học sinh. Điểm trường mầm non thôn Ba Tâm, xã Thuần Hóa hiện có 3 lớp với gần 100 học sinh. Cơ sở vật chất điểm trường vừa thiếu vừa xuống cấp do thường xuyên bị ngập lụt. Vì vậy, với sự hỗ trợ của Hội từ thiện Vinaconex, giáo viên và học sinh trường mầm non xã Thuần Hóa sẽ có thêm niềm vui khi năm học mới bắt đầu. Nhân dịp bước vào năm học mới 2018-2019, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã tổ chức trao học bổng an sinh giáo dục bằng hiện vật là xe đạp và ba lô đựng sách vở cho 20 em học sinh là con em của cả gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập rèn luyện với tổng trị giá gần 45 triệu đồng. Đây là năm thứ 14 Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình thực hiện trao học bổng an sinh giáo dục cho học sinh nghèo vượt khó ở tỉnh Quảng Bình. Chi đoàn Sở Giao thông Vận tải vừa tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Các đoàn viên thanh niên đã tham gia thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại thôn Xuân Sơn với chiều dài trên 1 km. Tổng giá trị công trình là trên 15 triệu đồng. Tham gia phát tờ rơi, treo pano áo phích tuyên truyền an toàn giao thông dọc các tuyến đường nông thôn. Đồng thời hỗ trợ khảo sát, thiết kế là báo cáo kinh tế kỹ thuật hai tuyến đường giao thông nông thôn đi qua địa bàn xã với chiều dài trên 2 km. Giúp địa phương và người dân tiết kiệm được số tiền trên 210 triệu đồng. Trong chuỗi các hoạt động tình nguyện, chi đoàn Sở Giao thông Vận tải cũng đã đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên bến phà Long Đài. Xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết và đón ban công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn xã Cam Thủy đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Địa phương đã đầu tư và huy động được trên 35 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất. Đến nay, hệ thống đường liên thôn liên xã đều cơ bản bê tông hóa,
mang lưới trường học được xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều mô hình như tổ hợp tác trồng rau an toàn ở Hòa Luật Nam, dịch vụ vận tải, sản xuất gạch không nung đã tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho hàng trăm lao động. 8 trên 8 thôn được công nhận và duy trì danh hiệu làng văn hóa từ 3 năm trở lên. Thời gian tới, xã Cam Thủy sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu xây dựng xã Cam Thủy trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sau hơn 2 năm về đích nông thôn mới, diện mạo của xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch đã có nhiều đổi thay. Nổi bật là hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo và quy chế dân chủ ở cơ sở, xã huy động tối đa nội lực trong nhân dân, đóng góp sức người sức của, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, trên 95% trục đường trong xã đã được cứng hóa. Trong đó, gần 85% đường làng ngõ xóm được bê tông sạch đẹp. Xã Vạn Trạch đang tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền xã Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của địa phương. Theo đó, Thanh Hóa tập trung thực hiện các tiêu chí thiết thực với cuộc sống của người dân như thủy lợi, nhà ở dân cư, việc làm cho người lao động. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, đem lại niềm tin trong nhân dân. Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình với những giải pháp và bước đi phù hợp, kết cấu hạ tầng nông thôn cũng như đời sống của người dân xã Thanh Hóa đã có những bước chuyển biến tích cực. Trong năm nay, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí, đó là trường học, môi trường. Phấn đấu đến năm 2020, xã Thanh Hóa sẽ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình được đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt của Việt Nam, hiện đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Quảng Bình đã và đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Trong chuyên mục Quảng Bình, điểm đến đầu tư hấp dẫn, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin giới thiệu một số chính sách ưu đãi đầu tư mà Quảng Bình đang triển khai. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 312 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 43.420 tỷ đồng, trong đó dự án đầu tư trong nước 27.280 tỷ đồng, dự án FDI 16.140 tỷ đồng. Các hoạt động đầu tư này đã thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2014-2018 bình quân tăng 6,5% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng. Du lịch dịch vụ phát triển mạnh. Năm 2018, Quảng Bình phấn đấu thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng. Thời gian qua, Quảng Bình cũng đã chủ động kêu gọi đón tiếp nhiều nhà đầu tư quốc tế đến làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tiêu biểu như công ty năng lượng tái tạo Ocean Renewable Singapore, công ty UPC Renewable Asia One Limit, nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, công ty Adfood Nhật Bản, khảo sát và nghiên cứu triển khai dự án nuôi bò Kobe tại các xã Quảng Lưu, Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch,
Tập đoàn Doha Hàn Quốc khảo sát lập dự án đầu tư tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Doha Lệ Thủy. Công ty cổ phần Kinderworld Việt Nam nghiên cứu khảo sát dự án khu phức hợp giáo dục và du lịch sinh thái Pegasus tại Quảng Bình. Hiệp hội du lịch và các nhà đầu tư của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Doha Engineering은 국내에서 사업을 진행하다가 tỉnh Quảng Bình có rất nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch và phát triển công nghiệp như điện gió, điện pin mặt trời, nhiệt điện. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư ở Quảng Bình rất thông thoáng. Chúng tôi đánh giá cao những chính sách ưu đãi đầu tư của Quảng Bình và mong muốn đầu tư vào đây. Xác định môi trường đầu tư thông thoáng là yếu tố quan trọng để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến với Quảng Bình. Đầu năm 2018, Trung tâm Hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn theo cơ chế một cửa liên thông, áp dụng chính phủ điện tử trong đăng ký kinh doanh, hải quan, thuế. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI liên tục nhiều năm liền đứng đầu cả nước, chỉ số PCI từng bước được cải thiện. Các cơ quan quản lý tập trung cải cách hành chính theo tinh thần công khai minh bạch, đúng quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, hàng quý lãnh đạo tỉnh chủ động gặp nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp để đối thoại, tìm hiểu tình hình và xử lý cả yêu cầu, thúc đẩy tiến độ dự án, tháo gỡ khó khăn. Bởi Quảng Bình xác định rõ vai trò quan trọng của nhà đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời xem việc đồng hành cùng nhà đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền tỉnh. Hiện nay, Quảng Bình đang áp dụng mức ưu đãi cao nhất trong khung ưu đãi của chính phủ. Bên cạnh đó, tỉnh còn có chính sách hỗ trợ và ưu đãi khác đối với các dự án, các lĩnh vực mà tỉnh khuyến khích đầu tư. Năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên lĩnh vực thuế và đất đai, các doanh nghiệp được hưởng mức ưu đãi cao nhất đối với từng loại ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Về hỗ trợ giải phóng mặt bằng, các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhưng chưa được giải phóng mặt bằng được hỗ trợ 2% tổng vốn đầu tư dự án, không gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với kinh phí đào tạo lao động, tỉnh hỗ trợ 50% chi phí. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế ngoài hàng rào. Riêng lĩnh vực du lịch dịch vụ, Quảng Bình đã quy định rõ mức hỗ trợ đối với cơ sở kinh doanh nhà hàng và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới và ngoài địa bàn thành phố Đồng Hới. Đặc biệt, các doanh nghiệp đầu tư, cơ sở du lịch, cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thể nhận được mức hỗ trợ tối đa lên đến 14 tỷ đồng đối với một dự án. Ngoài ra, các dự án trọng điểm có tính đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tỉnh sẽ có chính sách ưu đãi riêng theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay thì chúng tôi đã có một cái chính sách tương đối đồng bộ để mà thu hút các nhà đầu tư. Đó là tỉnh hỗ trợ cùng với nhà đầu tư để mà giải phóng mặt bằng, tỉnh cùng nhà đầu tư để giới thiệu, khảo sát, lập dự án, rồi là đầu tư là các công trình ngoài hàng rào như là điện, như là nước, như là đường vào trên công trình, cũng như là tổ chức để mà đào tạo cán bộ công nhân của nhà đầu tư. Và đây là một chính sách mà chúng tôi cho rằng là tương đối đồng bộ và đặc biệt là chúng tôi luôn luôn đồng hành với nhà đầu tư. Với phương châm hợp tác cùng phát triển, tỉnh Quảng Bình đã và đang nỗ lực để sát cánh đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả bền vững. Bởi thành công của doanh nghiệp chính là sự đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 90 km tỉnh từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng đông, sau có khả năng đổi hướng di chuyển về phía bắc, tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km tỉnh từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc,
phía đông kinh tuyến 110,5 độ kinh đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc, 110,7 độ kinh đông, ngay trên vùng biển bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/giờ, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc, 107,4 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Cảnh báo mưa lớn từ đêm 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 250 đến 350 mm một đợt. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai 14 tháng 8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh sóng lớn cấp 1. Thời tiết khu vực Quảng Bình trong 24 giờ tới. Trên đất liền, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trên biển, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,75 đến 1,75 m, biển bình thường. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết.